Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh ZK2 Tiểu Long Du Ký. Hiện tại thì cái ác Doan Chí Bình này đang ở bên server Phục Hồ. Hiện tại và Long đang đứng ở thành Tương Dương, đang cùng dàn tem của Long này, các bạn nhìn chưa? Đây là cái ác cùi của Long, ZK2 Tiểu Long Du Ký. Và bên cạnh đó thì Long đang tiếp tục cầm trên tay một em Thiên Long Quyền, tài sinh 10 cấp 91, chưa kích hoạt cô đe nhá. Cái ác này lúc nào ra bán được thì cho chủ ác kích hoạt cô đe, còn Long thì không kích hoạt cô đe cho cái ác này. Và hiện tại cái ác này thì với đồ là có một cái set ẩm huyết, nhưng mà thường thường người ta mặc cái lón này, cái quần ẩm huyết, còn cái áo thì người ta mặc vô hạ đam cho nó cao. Và với cọc ngọc bội hào hiệp vô hạ, bao tay thì hào hiệp vô hạ đã khảm đá các thứ rồi. Ác này thì hôm nay chỉ giao bán hại thôi. Có điều là hôm nay fix rất là mạnh cho anh em, 2m, vâng, 2m bay ngay trong tuần, chưa kích hoạt cô đe, tài sinh 10 cấp 91, ác giản văn sức 3, hoàn mỹ, theo đúng hệ tiêu chuẩn, kim mộc thủy hỏa thổ và cộng 9 cộng 10, lấy điểm vô cụ đấy. Mật tịch thì có một quyển mật tịch mới luyện tiềm năng túc diệt cân, 3 phục lục 10 thành với là 103%. Và bên cạnh đó thì là có mật tịch cũng mật tịch ngày xưa đang chế độ luyện, luyện xong rồi tiến cấp rồi nhưng mà là hơi cùi, vì thế là luyện lại quyển này cũng được mật tịch rất là ngon, 3 phổ lục. Và anh em có thể luyện thêm quyển thủ khí nữa. Ác này thì là đang ở bên server phục hồ với lăng ba vi bộ toàn tập 10 thành, còn bét trần lỗi với tư chất là 75, có ép có ép đây, anh em có thể xem. Đấy, đây là phòng ngự 3 này, nội lực 30 này, giảm sát thương chủ nhân là 6% này. Và cái này tẩy thì là rất là dễ, anh em đến đến lão đại ở Dương Châu thì anh em tẩy đi tư chất thành 0/75 thì anh em có thể ép sách phá địch vô cụ vào rất là vô tư. Về kinh mạch thì là ác này thì đang ở chế độ là đang lên kinh mạch 5. Anh em kích nốt cái này rồi lên kinh mạch 5. Và chân khí thì đang ở dưới cảnh giới là võ hoàng. Và nếu mà anh em nào cày thì ác này ở sẽ lên võ thánh, với sự kiện là mắc 27k điểm năng động thì sẽ đạt được cảnh giới võ thánh. Đấy, anh em có thể xem. Vâng, có ngoại trang hồng phong rất là đẹp anh em ạ. Ngoại trang hồng phong rất là đẹp. Đấy, ngoại trang hồng phong. Và hiện tại ác này đang dùng ổn ninh cấp 7. Và bên cạnh đó thì ác này có một số tủ áo, có tủ áo và với một số ngoại trang khác rất là đẹp. Anh em có thể lấy ra ép vào. Một set hỏa phụ anh ạ. Một set hỏa phụ. Quần này, áo này, đấy anh em thấy đẹp trai không? Đẹp trai mê hồn, đây. Đấy, hoặc anh em kết hợp như thế này. Rất là nhiều cách để anh em kết hợp làm sao để cho cái ác mình nó trở lên lộng lẫy hơn. Đấy. Long này thì thích quần trắng này, áo này, mũ hào phục này, đấy. Nhìn trông rất là đẹp trai anh em. Và ác này thì là chuyển sinh theo hướng hồ tử. Hướng hồ tử thì anh em biết đấy, phá phòng thủ đối phương phần trăm rất là trâu, đặc biệt là có các dòng mà có uẩn linh cấp 8 ngoại trang rất là trâu. Đó là tiêu hao đâu nhỉ? Đâu đây đây. Đây, sát thương tiêu hao giảm 15%, phá phòng phòng thủ bạo kích tăng 18% và tất cả thuộc tính 35. Đấy, đây là cái lón này, uẩn ninh lón này. Cái này thì chưa ép vào nha các bạn nha. Cái này là chưa ép vào mũ nha. Đấy, bạn nào mua thì các bạn có thể ép vào mũ để gắn linh tính này. Anh em có thể ép vào đây. Đấy, rồi anh em ép vào đây. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái lón là phá phòng thủ đối phương 22%, tỷ lệ chịu đòn giảm nửa. 18% và tất cả các thuộc tính tăng 35.
Và cái ác này đang nằm ở bên phục hồ anh em ạ. Ra đi với giá rẻ 2 mét, tương đương với 2 triệu. Thì hôm nay nhân dịp sự kiện Code mới và máy chủ Hắc Long thì ra đời, thì anh em tính toán xem anh em bỏ ra 2 mét thì anh em có cày được như thế này hay không. Bởi vì là cái ác này thì là phục sinh bét rồi này, có cặp ngọc hào hiệp bội này, có cả văn sức cấp 3 rồi này, văn sức cấp 5, kim xà cấp 5 thì mở khóa dưỡng thành 12 trên 12 này, và cộng 8 này, và được cưỡi trên nửa con nửa lương xanh với tốc độ di chuyển 120. Và bên cạnh đó thì ác này còn có cả hoàng hồ bảo bảo anh em ạ, vinh viễn cưỡi cũng rất là đẹp. Đây đây, hai con đều là vĩnh viễn cả, anh em thích cưỡi nào con nào thì cưỡi. Long thì thích cưỡi con này, con nửa lưng xanh thì Long không thích. Con này thì cũng tốc độ di chuyển 120 vĩnh viễn. Giá bán của nó là 15k vàng đấy. Nói chung là ác này thì đầu tư, chủ ác thì đầu tư rất là nhiều rồi. Bây giờ là ra đi nhanh gọn với giá là 2 mét. Anh em nào mua thì bay nhanh trong tuần. Và ác này chưa kích hoạt code nhé. Để anh em nào mua thì mới về thì tự cày và kích hoạt code. Cái ác này nội lực chắc chắn là trên 2k rồi. Bởi vì là chưa ép, chưa có mũ ngoại trang. Đấy, chưa có mũ ngoại trang. Anh em mua về, anh em có thể ép uẩn linh 8 vào, rồi ngoại nội lực nó sẽ lên cao. Đấy, phòng thủ 6 này. Thì hoặc là anh em về có thể tiến cấp mật tịch. Tiến cấp mật tịch vô cụ khoảng trên 100 nữa thì ác mật tịch cuốn này rất là ngon. 103% đấy. Đấy. Ác này thì đang nằm ở bên phục hổ nhá. Đấy, đang nằm ở bên phục hổ cùng với xe lava của Long. Và thông tin ác này đầy đủ, anh em nào mua thì chính tay Long trực tiếp chuyển sang thông tin cho các bạn. Đấy, anh em chỉ việc mua về và chơi thôi. Đấy, tốc độ di chuyển 120 khá là ổn định. Và server mới thì đang diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 11. Server Hắc Long chính thức ra đời. Anh em nào mà cày cuốc thì anh em có thể sang bên đấy chơi. Và anh em hoặc là anh em có thể là tạo dàn tem để hỗ trợ cho anh em đi phó bản, hoặc là một kiếm binh giáo, hoặc là Thúy Yên Vũ Tiên, hoặc là Nga Mi kiếm, để một dàn tem anh em hỗ trợ cày cấp cho mã chính. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Và anh em cứ suy nghĩ thoải mái để làm sao anh em bỏ ha ra 2 mét mà anh em được cày đã ác như này, mà đồ đạc mở như này thì là quá là rẻ anh em ạ. Đây này, anh em có thể đổi tên, anh em có thể đổi tên thành tên của mình. Ví dụ anh em chuyển server và lấy tên của anh em. Ví dụ như ác này đang là tên là Doan Chí Bình đúng không ạ? Anh em có thể là lấy tên khác bằng cách là anh em chuyển sang server khác và anh em đổi tên thành tên của mình luôn. Cái này đổi tên rất là đơn giản. Đấy, thông tin thì Long đã cho các bạn biết hết rồi. Đấy. Đây, giảm phòng thủ bạo kích này, giảm sát thương bạo kích này, và tàn đá ngon này, đá 5 và đá 6 này anh em ơi. Đây là đá 5, đá 6. Đây cũng tàn đá 5 và đá 6, đá 7 thôi. Rất là ngon. Đấy. Anh em về nếu mà không ưng thì anh em có thể là tẩy lại. Và tín vật ác này thì là cấp tín vật cấp 14. Và hiện tại điểm bang của bạn ấy còn 5k. 5k anh em ạ. Hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều nên tín vật cấp 15. Tín vật cấp 15 cần bao nhiêu điểm bang? Thì nó cần khoảng 18k điểm bang. Anh em cày thêm khoảng 10k nữa thì sẽ lên được tín vật cấp 15. Và hiệp nghĩa chi chương trong cái ác này thì sẽ còn không? Vâng, hình như là cũng hết. Nói chung là được cái ác rất là rẻ thôi. Còn anh em mua về, còn anh em cày tiếp. Đấy, anh em có thể xem kim xà đã mở dưỡng thành hết rồi. Đấy,
Rồi ok, thông tin ác này chỉ có thế thôi. Anh em là mua với giá là 2 mét nha, tương đương với 2 triệu đồng. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Và ác này thì các bạn muốn mua thì liên hệ trực tiếp với Long nhé, để Long đổi thông tin cho các bạn. Ok, bye bye các bạn nhé.